còn mục tiêu em giết người là em muốn vào tội để em đi vào cái con đường tử tù của mình để ra cái vụ án minh oan của em, thế thôi. Khi mà anh xuống tay với nạn nhân thì anh có cảm nghĩ như nào? Dạ thì hết sức bình thường. Hết sức bình thường. Nghi phạm xuống tay với tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản vì muốn được vào tù. Chiều qua ngày 19 tháng 7, cơ quan công an huyện Đông Anh, Hà Nội thông tin đã bắt được đối tượng nghi sát hại tài xế xe ôm công nghệ cướp tài sản xảy ra trong đêm ngày 16 tháng 7 tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Nạn nhân là anh Đặng Đông Giờ, sinh năm 1998, quê xã Sơn Lai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm nghề xe ôm công nghệ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự nỗ lực của các lực lượng, đến 15 giờ 50 phút ngày 18 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là Lê Văn Công, sinh năm 1990, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội, khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà riêng sau 30 giờ gây án. Phút giây kể lại sự việc trước đó, đối tượng tỏ ra lạnh lùng, lời khai lan man, khiến nhiều người lầm tưởng Công có bệnh liên quan đến tâm thần. Nghi phạm cho biết mục tiêu giết người để đi vào con đường trở thành tử tù. Công và nạn nhân không quen biết từ trước. Khi thực hiện hành vi của mình, Công không xác định ai là đối tượng mà bất chợt gặp trên đường rồi gây án. Chẳng nạn nhân gây án chỉ là bất chợt, nạn nhân là người xấu số mới bị tôi dọn ra tay. Hành vi của tôi là sai, đành chấp nhận, tôi cảm thấy hết sức bình thường. Tôi gây án xác định vào tù, không quan trọng mình thoát án làm gì, Công lạnh lùng nói. Theo đó, tối ngày 16 tháng 7, Công lang thang ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình rồi đi lòng vòng để bắt xe ôm. Tại đây, Công gọi xe ôm ngẫu nhiên trên đường, sau đó đến khu vực vắng vẻ thì ra tay sát hại. Khi được hỏi lúc xuống tay giả mang với nạn nhân cảm thấy thế nào, Công thẳng nhiên nói, tôi cảm thấy hết sức bình thường, gây án xong tôi xác định mình phải vào tù, án tử hình cũng được, không quan trọng. Công cho hay gây án xong bản thân cũng suy nghĩ đến gia đình nhưng không còn lựa chọn. Nhắc về gia đình nạn nhân, Công nói rất tiếc vì đã gây án nhưng trong tình huống bắt buộc nên anh ta làm vậy. Nghi phạm nói, nếu bản thân bị án tử cũng giảm phần nào tội lỗi cho gia đình nạn nhân. Trao đổi về lời khai của nghi phạm, đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ điều tra công an huyện Đông Anh khẳng định, qua xác minh lai lịch đối tượng không có bệnh lý gì về thần kinh cũng như các bệnh lý khác. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Sau khi gây án xong, anh có nghĩ anh có thoát được không? À, cái này thì em xác minh định xác định là mình phải đi vào tù trong cái tử hình cũng được ạ. Thế nhưng mà thế nên không quan trọng vì mình thoát án gì ạ. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.